mày lại thông tiền điện của này quá. Trời ơi, kêu đủ hiểu rồi. Lại thông quá. Anh xui rồi. Ai nói nghe làm không? Làm đâu? Anh được mấy cháu rồi. Hai thằng rồi. Chạy ở Sóc Trăng. Vâng, vâng, vâng. Thôi mẹ, ông về Cà Mau rồi ông. Tôi nghe ông ở Cà Mau. Đi chạy ở Sóc Trăng. Vâng. Là ai phải lộn. Nãy giờ mày thấy chưa? Không ai không biết luôn. Không ai thấy nó mất tích luôn, biết bao nhiêu năm rồi. Đổ rác ở cái khu này hồi nãy là hỏi cái thằng kia nó là tổng trưởng trong số nha. Không ơi mày. Không ơi mày làm ở đâu vậy không? Không khác vậy đúng không? Không khác vậy đúng không? Nhưng mà kể nó kể ra kể. Mày mày nhìn nó ra mày kể. Kể không chứ, kể cũng đầu cũng đâu quên ta tiếp. Thôi. Đây nè.